Hey, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái phương trình vi phân toàn phần. Cái dạng phương trình nó như thế nào? Dạng phương trình là b x y d cộng y x y d và nó bằng bằng không. Đây là cái dạng phương trình vi phân toàn phần mà chúng ta cần phải nhớ trong khi chúng ta làm bài tập. Cái dạng như thế. Đấy, chúng ta nên nhớ là một vế nó bằng không và vế còn lại là có b d x và d d y. Thì cách giải nó như thế nào? Cách giải nó như sau. Đây là cách giải của nó được tôi trình bày và tôi viết sẵn cho các bạn để các bạn dễ hình dung ra, đúng không? Bước 1, chúng ta xác định bx và qxy, bxy đây là hệ số xy của dx và hệ số xy của dy. Sau đó chúng ta tính đạo hàm lên, thế bxy ấy, cái đầu tiên ấy, cái dx ấy thì chúng ta phải đạo hàm nó theo theo với y, mà cái dy ấy, cái mà cái quy x này, cái hệ số của d dy ấy ta phải đạo hàm nó theo theo với x, được chưa? Thế vậy thì tôi xin nhắc lại cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta làm bài tập, đó là chúng ta đạo hàm, công thức đạo hàm như thế nào. Đây là cốt cốt gì? Đạo hàm của sin chính là bằng bằng cos x, đạo hàm của tan tan x thì bằng 1 trên trên cos bình bằng x, còn đạo hàm của logan ab của x thì bằng 1 trên x. Còn rất nhiều cái đạo hàm nữa, ví dụ như tôi sẽ ví dụ như cái đạo hàm là arcsin này, arcsin. Từ tôi trình bày cho các bạn xem nhá. Arcsin thì có rất nhiều các công thức khác nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ nhớ ba công thức căn bản đó, còn các công thức khác ví dụ như là arcsin sin x đạo hàm lên thì nó bằng chính là một trên cho căn của một trừ cho x bình phương, đấy bằng một trên cho căn của x bình bình phương, đó là công thức arcsin. Còn một cái công thức nữa chúng ta cần phải lưu ý, tôi cũng lưu ý, đó là công thức a mũ u, a mũ u. Đây là tôi viết tượng trưng đấy, tôi viết cho nó nhanh tượng trưng đấy, thì bằng a mũ u nhân cho logan ab của u, đấy nhân cho u đạo đạo hàm u phẩy, được chưa? Đó là những cái công thức mà chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta tính cái đạo hàm của biến b b phẩy y và quy phải phải. Và tiếp theo là chúng ta cái giai đoạn thứ hai là chúng ta chọn. Chọn thì chúng ta chọn là x0 và y0 nó bằng. Sao cho x0 và y0 nó là cái tập xác định, tập xác định của cái ban đầu này. Cái ban đầu này. Đấy. Cái này. Ví dụ như là nếu nó là phân số thì mẫu số nó phải khác khác không, đúng không? Khi đó chúng ta có thể tính tích phân tổng quát của phương trình. Chúng ta tính tích phân tổng quát của phương trình. Từ đó chúng ta sẽ triển khai công thức này. Chúng ta có cái công thức này. Công thức này rất quan trọng. Tôi sẽ gõ nó lên. Vậy thì chúng ta nhìn vào công thức này chúng ta thấy có điều gì đặc biệt à? Đầu tiên là cái b phải b gì này nó giữ nguyên để x cộng chạy từ x0 đến x, trong đó x0 này thông thường thì thường chọn là x0 là bằng 0 hoặc là 1 hoặc là 1
một không hoặc ngược lại là không không một, được chưa? Thì chúng ta chọn cái cộng của nó sao cho nó dễ dàng như thế. Còn cái này thì sao? Nhìn con trỏ của tôi này, nhìn con trỏ này, được chưa? Chỗ này sẽ là x y không để y, chứ là chúng ta thay cái không vào cái biểu thức quy phẩy x y bằng bằng đồng này, thay công thức vào đây, đấy, kéo xuống thấy được chưa? Cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng vào cái bài cụ thể như sau. Chúng ta cùng vào một cái bài cái ví dụ sau, được chưa? Ta có một cái bài tập như sau. Đấy. Thì chúng ta giải như thế nào nào? Bây giờ chúng ta xác định là b phẩy x y quy phẩy x y, được chưa? Thì chúng ta sẽ xác định nó cái biểu thức đầu tiên chính là b x y bằng 1 nhân cho x cộng y bình phương. Cái biểu thức thứ hai chính là quy y bằng y nhân cho 1 cộng x bình phương. Và chúng ta hồi tưởng lại công thức xem nào. Hồi tưởng lại công thức. Hồi tưởng lại công thức thì chúng ta sẽ thấy rằng là đặt hàm theo biến y và đặt hàm theo biến x b phẩy y và quy phẩy x. Từ đó chúng ta tính ra chỗ này là chúng ta sẽ được là 2 x y, chưa? Đạo hàm ra mà các bạn tính đạo hàm ra là ra liền. Cái này chúng ta được 2 x y, được chưa? Vậy thì chỗ này tôi quên đề cập cho các bạn một phần, đó là khi mà chúng ta tính b phẩy x bằng quy phẩy y, tôi xin lỗi nhá, này rồi bổ sung vào thì ta sẽ xem nó là phương trình này là phương trình y không toán tổng hợp, được chưa? Đấy, nếu mà hai cái đó bằng nhau b phẩy y bằng quy phẩy x thì nó là cái phương trình y không tổng hợp, được chưa? Và lúc đó là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần nó như sau. Chúng ta tiếp tục là chúng ta xác định nó là phương trình y không tổng hợp. Bước hai, chúng ta chọn x không ta chọn tích x không mà chúng ta xem này xem bxy nó như thế nào. Bxy nó hoàn toàn là không có phân số mẫu số gì hết, do vậy ta có thể chọn x0 là bằng không đi, được không? Không được. Không mà không thì nó không có lỗi gì hết. Thì thức và cái b x y ban đầu nó vẫn được. Đấy, quy x y bằng không. Thì chúng ta chọn nó. Tiếp theo là chúng ta sẽ từ đó chúng ta có tích thức phân tổng quát như sau. Chỗ này là tôi đã chọn sẵn cho các bạn rồi, cho nên tôi điền sẵn cho các bạn. Chứ thực ra là chỗ này đúng theo công thức của nó là x0 chạy đến x, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn con trỏ thôi này, chạy b x y giữ nguyên đúng không, b x y đây, được chưa? Cộng cho tích phân của y nhân cho một cộng x, chúng ta phải thay vào này x0. Mà thay x0 vào thì chỗ này là x0 chính là thay x0 vào x bình phương này. X0 là chúng ta nãy con này chúng ta chọn là bao nhiêu? Chính là 0. Mà 0 mũ 0 chính là 0. Được rồi, chúng ta tiếp tục tính. Đấy. Tới chỗ đoạn này thì dễ rồi. Chỗ này nó thuần nghĩa y. Chỗ này nó thuần nghĩa có những x và có những y. Chúng ta sẽ tiếp tục tương đương. Tương đương với gì nào? Tương
đương với 1 cộng y bình phương. Tôi đang trình bày trên Word cho nên là hơi khó khăn cho các bạn. Nhân cho gì? X bình phương chia cho 2. Phương chia cho 2, đúng không? Chúng ta xét lấy cái cộng của nó. Cộng của nó là chạy từ đâu? Chạy từ 0, 0 cho đến x. Đấy à, đấy, sau khi chúng ta chạy cái biến của nó thì nó như thế, đúng không? Và chúng ta tiếp tục tích phân cái vế thứ hai này. Nhìn con rõ này, đây, cái vế thứ hai này. Cái vế thứ hai y nhân 1 là y đi chính là đây, từ từ để tôi lấy ra nhá, thao tác trên máy tính nó hơi chậm hơn so với bình thường. Y phương chia cho 2. Ở đây cộng của chúng ta thấy là cộng của nó là từ y cho đến 0 cái này. Chúng ta nhìn cộng của nó này, chúng ta thấy từ y đến 0. Chúng ta đây có cộng từ y đến 0 bắt vào. Ok. Ở đây là y cộng đây chính là cộng 0. Ok. Và chúng ta sẽ bằng một cái hàng số nào đó, đúng không? Hàng số C. À, sau khi chúng ta tính toán thì chúng ta sẽ được là vậy. Phương trình sẽ được là gì? Phương trình sẽ được là cái này chúng ta nhân với 0 thì vẫn chính là chính nó thôi. Cho nên chúng ta copy vào. Cộng. Ở đây từ y nhân với 0. Thay y vào thì nó vẫn là chính nó thôi. Đấy. Cái này, cộng nó không này, nó thay vào đây là không. Ok. Chúng ta thay vào, chúng ta được là C. Đây là phương trình cuối cùng của chúng ta, phương trình đảo ba của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ có một cái bài tập cho các bạn. Cho ra số cho các bạn để các bạn tính. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ có một cái. Đấy, chúng ta có bài tập như thế này. 3 x bình phương trừ y qua dx, 2 y, 3 x y bình phương. Để và chúng ta có các bài tập như thế. Và tôi cho ra bài tập như các bạn. Để các bạn xem các bạn làm xong, các bạn đối chiếu xem mình đã làm đúng hay sai. Và đây là đáp án của bài toán bài tập về nhà của chúng ta. Đấy. Và nhìn là chúng ta nhìn lại cái dạng này thì nó rất là dễ. Đấy. Đưa qua nhìn lại dạng này, chúng ta nhớ cái cốt lõi là b phải y bằng b phải x, và cái dạng phương trình là một vế nó bằng không, vế còn lại là số của dx và số của dy. Cái tên nắm được cái đạo hàm, nắm được cái cách chọn cái không hay không, và nắm được cái câu điểm của bác. Lưu ý này, lưu ý bên ra nhìn rõ tôi nhìn bên ra cái không. Mà thay không vào một cái là bên nguyên cái tên khi vào cái gọi là điều nguyên này không